À, ví dụ vẽ hình vuông đi, thì các bạn chọn công cụ một cái, sau đó các bạn giữ chuột, các bạn kéo, là mình giữ chuột kéo là nó sẽ ra cái hình không đều như thế. Bây giờ mình muốn đó là hình vuông, thì khi mình vẽ nè các bạn, mình vẽ được một đoạn nè, mình muốn hình vuông mình sẽ đè cho thầy phím Shift. Còn các bạn muốn vẽ từ tâm, các bạn vẽ ra, ví dụ thầy đặt chỏ chỗ này nè, thầy đè phím Alt á, là nó sẽ vẽ từ tâm, nó vẽ ra xung quanh. Vậy là phím Alt là sẽ vẽ từ tâm. Còn phím Shift á, là sẽ vẽ hình đều. Thay vì chữ nhật mình đè Shift nó sẽ là hình vuông. Mình chọn hình tròn nè, mình chọn hình tròn mình vẽ ở đây nè các bạn. Thầy đè Shift là nó sẽ là tròn nè. Phím Alt là vẽ từ tâm nè. Thầy hỏi các bạn nè, phím Shift thì vẽ như thế nào các bạn? Vẽ hình đều. À, hình chữ nhật là nó sẽ thành vuông, mà elip nó sẽ là tròn. Vẽ từ tâm vẽ ra đó, phím cách là mình dời cái hình mình đang vẽ nha, còn mình buông chuột ra rồi là không có dời được. Rồi tiếp tục nè các bạn, cái phím mũi tên nè, phím mũi tên chơi game nè, phím mũi tên lên nè, mũi tên xuống nè, thấy không, mũi tên lên nè đó. Ví dụ các bạn có một cái hình hình lưới Ritun vẽ nè, mũi tên lên nè, mũi tên xuống nè, mũi tên qua trái nè, mũi tên qua phải nè, thêm cạnh, hay nói cách khác là để chỉnh thuộc tính của hình. Ví dụ hình có 5 cạnh thành 6, 7, 8 cạnh, tăng lên hoặc là giảm xuống, đó chính là nhiệm vụ của mũi tên chơi game. Phím cách là các bạn vẽ xong á, các bạn có thể dời nó đi chỗ khác. Còn phím Alt vẽ từ tâm nha. Vậy thì ở đây nó có 1, 2, 3, 4 cái phím nha. Hình này phím cách là để di chuyển hình đang vẽ. Bây giờ tới việc là vẽ rồi mình chỉnh các bạn. Mình vẽ gọn gọn trên cái trang giấy của mình thôi, đừng có vẽ bự quá. Rồi các bạn nhấn D là nó sẽ trả về cái màu mặc định trắng đen. Đường viền nè các bạn, các bạn muốn bỏ màu các bạn click vào cái dấu này nè, cái dấu gạch chéo nè. Chọn ở đây cũng được, hoặc là mình chọn cái đường viền sau đó mình chọn vô cái dấu gạch chéo ở đây là nó sẽ bỏ màu. Còn cái fill á, cái fill là ở đây các bạn chọn cho thầy ví dụ màu đỏ nha. Quay trở lại, chúng ta sẽ chọn cho thầy cái công cụ hình ngôi sao. Mình đặt chỏ ở giữa này nè các bạn, vẽ ra. Vẽ ra. Các bạn để ý là cái ngôi sao nó hơi đậm á. Các bạn đè cho thầy phím Shift là nó sẽ đều. Mà đè thêm phím Alt nữa là nó sẽ vuông vắn như thế này. Ok. Rồi lúc này các bạn chọn màu cho nó. Các bạn click vào đây, các bạn chọn cho thầy cái màu vàng. Như vậy là chúng ta đã có một cái hình ngôi sao. Hai cái hình ảnh này nè các bạn chọn nó thì các bạn phải dùng cái công cụ đầu tiên. Nó là gọi là Selection Tool. Anh này để cho các bạn quét chọn nè. Các bạn quét chọn, các bạn nhóm nó lại ha. Object Group. Group là mình nhóm đối tượng lại đó các bạn. Được chưa? Như thế là chúng ta đã được một cái hình lá cờ Việt Nam. Ví dụ như là mình cũng vẽ lá cờ Việt Nam, nhưng mà mình vẽ một cái sticker tròn để mình dán. Thì các bạn sẽ vẽ hình tròn nè. Các bạn vẽ một đoạn nó bị méo, các bạn đẹp Shift. Chọn về màu đỏ các bạn. Đó. Sau đó các bạn sẽ chuyển qua cái công cụ hình ngôi sao. Đưa vào giữa nè, có nghĩa là hiện lên chữ Center là tâm đó, mình vẽ ra nè các bạn. Đè phím Shift Alt đó, vẽ ra nó đụng ra nè, thấy không? Nó đụng là nó hiện lên chữ Path. Đó, lúc này các bạn sẽ chọn màu vàng. Như vậy là chúng ta đã có một cái mẫu logo nhỏ nhỏ để chúng ta dán lên tay áo gì đó không vân. Tuy nhiên một số máy của các bạn thì đôi khi á các bạn sẽ không thấy được cái tâm của đối tượng. Ví dụ mình vẽ là mình đưa vô mình không thấy được cái tâm như thế này. Nó không hiện lên chữ Center. Đưa đường viền nó không hiện lên chữ Path, đưa vào điểm nó không hiện chữ Anchor. Thì lúc đó là do mình đã ẩn nó đi. Đó, thì muốn mà ẩn mà muốn hiện lại á, các bạn sẽ vào cho thầy chữ View. Chọn cho thầy gọi là Mask Guy. Mask Guy là hiển thị gọi là hướng dẫn thông minh á, hướng dẫn thông minh là nó biết đâu là tâm nè, biết đâu là đường viền, biết đâu là điểm. Ví dụ thầy bỏ chữ Mask Guy một cái.
Đây các bạn đưa vô nó không biết, đưa vô nó không biết đường nè, đưa vô nó không biết điện. Vậy thì lúc này các bạn bật nó lên, các bạn chọn View Smart Guide. Vậy thì chúng ta ghi cái Smart Guide đó chính là hiển thị những cái hướng dẫn thông minh trên màn hình đó nha. Đó, mình bấm vào đây một cái, vậy là ok đó các bạn nha. Đây là mình vẽ ra được những cái hình cơ bản các bạn. Còn bây giờ mình vẽ rồi mình chỉnh thì sao? Ví dụ bây giờ thầy vẽ một cái hình vuông. Đó, bây giờ làm sao để thầy copy ra làm nhiều hình đây? Thì thầy sẽ chọn vào cái hình vuông đó. Thầy giữ chuột thầy kéo đi. Đó, giữ chuột kéo đi. Lúc các bạn kéo đi mà nó thẳng hàng là nó sẽ hiện một cái đường gạch màu xanh kia, thấy không? Còn các bạn muốn chắc chắn đảm bảo thì các bạn đè thêm cho thầy phím Shift. Đó, đến chỗ nào các bạn muốn copy các bạn đè phím Alt. Sau đó các bạn lặp lại là các bạn dùng Command D, Control D. Chọn này, mình dùng công cụ chọn này, mình quét chọn hết nè. Sau đó mình kéo đi một đoạn các bạn nha. Đó, đến chỗ nào các bạn muốn copy thì các bạn đè phím Alt. Muốn thẳng hàng thì các bạn đè cho thầy phím Shift. Rồi lặp lại các bạn nhấn Command D. Ví dụ số 2 nha, ví dụ số 2 thầy vẽ một cái hình vuông. Sau đó thầy di chuyển đi nè các bạn. Di chuyển đi. Mà muốn là nó chạm vào các vị trí này thì các bạn nhìn nó hiện màu xanh á. Rồi chỗ nào muốn copy thì đè Alt. Quét chọn nè các bạn kéo đi, nó đụng vào nhau nó sẽ hiện màu xanh. Các bạn muốn copy các bạn đè phím Alt. Lặp lại thì các bạn buông chuột ra, sau đó các bạn nhấn Command D. Còn máy Win của các bạn là Control D. Quét chọn nè, kéo đi nè, giữ Alt là copy, lặp lại là Command D. Đó chính là thao tác di chuyển và copy. Di chuyển thì các bạn sẽ dùng cho thầy là Selection Tool. Phím tắt của các bạn, công cụ đầu tiên, phím tắt của nó sẽ là phím V. Di chuyển mà các bạn giữ cho thầy phím Shift thì nó sẽ thẳng hàng các bạn nha. Còn di chuyển mà các bạn dùng phím Alt thì nó sẽ copy. Lặp lại là phím gì các bạn? Control D. Đó. Đây chính là cái phím để mình lặp lại đó ha. Làm lại đây, chọn đó nè, các bạn đè phím các bạn kéo đi đến chỗ nào các bạn muốn copy á, rồi các bạn cứ đè phím Alt một cái. Các bạn kéo đi chỗ nào copy rồi các bạn đè Alt, mà muốn thẳng hàng thì đè Shift. Lặp lại là Command D. Quét chọn là mình quét như thế này. Di chuyển nè, đè phím Shift là thẳng hàng. Lặp lại copy là phím Alt và lặp lại là Command D, Control D đó. Bây giờ thao tác thứ hai là thao tác xoay đi. Thầy thêm cho các bạn một cái thao tác nữa. Đó là thao tác xoay cái đối tượng. Thì để xoay đối tượng các bạn thực hiện như sau. Nha, bây giờ thầy sẽ copy cái trang giấy này ra. Rồi, thao tác thứ hai đó là thao tác xoay. Xoay hình thì lúc này các bạn không có dùng Selection Tool nữa. Rồi thì lúc này các bạn sẽ dùng là Rotate. Phím R. Rồi các bạn xoay mà các bạn giữ Shift á là nó không phải thẳng hàng mà nó sẽ được là 15 nè. 30 nè. 45 độ ha. Mỗi lần nó sẽ cộng thêm 15 độ. Phím Alt copy. Phím Ctrl D là sẽ lặp lại. Di chuyển là thằng này nha, Selection Tool. Xoay là thằng này nha, Rotate Tool. Ví dụ đây các bạn vẽ một cái hình nè các bạn. Vẽ cái hình nha. Vẽ cái hình ha. Vẽ cái hình. Rồi bây giờ các bạn muốn xoay á, các bạn chọn vô cái hình nè, các bạn chọn vào công cụ xoay. Các bạn lướt ra ngoài vùng trống, không cần phải lướt trên hình. Các bạn lướt ra vùng trống, các bạn kéo. Đến chỗ nào các bạn muốn copy, các bạn đè cho thầy phím Alt là nó copy. Buông chuột ra, sau đó lặp lại bấm Command D. Được chưa? Bây giờ anh này muốn chuyển thành màu trắng đen, quét chọn hết, nhấn phím D là ra trắng đen. Đó, mà muốn bỏ đường viền là lướt vô đây, bỏ cái đường viền cái là xong. Tiếp tục, anh này thầy xoay mà thầy muốn tâm nằm đây nè. Thì thầy sẽ dùng công cụ xoay. Sau đó thầy lướt về đây. Thầy giữ chuột thầy kéo nè. Đến chỗ nào muốn copy đè phím Alt, lặp lại Command D. Anh này xoay mà muốn dời tâm nè, lít tâm chỗ khác nè, đặt chỗ đây kéo nè, giữ Alt, lặp lại Command D. Đó, đó chính là cái hai cái thao tác cơ bản nhất khi chúng ta chỉnh sửa một cái hình. Đó là thao tác thứ nhất là thao tác di chuyển hình. Cứ nắm kéo đi đến chỗ nào muốn copy đè phím Alt. Xoay cũng vậy.
các bạn cứ nắm kéo đi, đến chỗ nào các bạn copy, các bạn đè phím Alt. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ làm việc với các cái thao tác cơ bản trên phần mềm. Đó. Tổng kết lại cái buổi học hôm nay nè, thứ nhất là chúng ta nói về cái assignment của chúng ta. Assignment của chúng ta là chúng ta sẽ xây dựng một cái bộ nhận diện thương hiệu. Mà cái quan trọng nhất của các bạn là các bạn phải đưa ra được cái ý tưởng, vẽ ra được cái ý tưởng, lấy một cách đơn giản đưa ra được cái ý tưởng. Rồi sau đó các bạn đưa lên trên máy, các bạn thể hiện, có thể là công cụ mình. Việc thứ hai là các bạn sẽ cài đặt phần mềm AI, sau đó các bạn làm những cái thao tác cơ bản. Còn cái phim này thì thầy sẽ, còn video của thầy thì thầy sẽ chỉnh sửa lại rồi thầy sẽ up vào cái group lớp cho các bạn luôn. Thôi được rồi, hôm nay mình sẽ dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi sau, cũng đúng vào giờ này. Được chưa các bạn? Dạ, bye bye thầy. Rồi, ok. Bye bye thầy. Ok, chào các bạn ha. Chào các bạn.